đang tiến đến là chiếc xe công nông của ông Đợi. Một cụ ông năm nay đã rất là cao tuổi rồi và vẫn chạy công nông các bạn nhé. Cụ ông với cả tuổi thanh xuân chạy công nông.
vời của bác tài xế Sinh với chiếc xe cộng đồng siêu khổng lồ chở 4 khối đất các bạn nhé. Và chiếc xe công nông to đang tiến vào các bạn nhé.